Xin kính chào quý vị khán giả nhé. Như đã giới thiệu ở video trước ấy, thì là ngày hôm nay thì nhà Sa sẽ cấy. Và hôm nay thì mình sẽ đến vừa là thăm gia đình và giúp gia đình Sa để ghi hình cho các bạn xem nhé. Đây là cái khu vực ruộng ở chỗ nhà Sa này. Đấy. Mình cũng khá là loằng ngoằng mới tìm được ra cái chỗ này. Sa gửi vị trí cho, nhưng mà ở trong này thì đường nó trên bản đồ nó đâu có đường đâu. Mọi người thì đang cấy ở dưới này, có khá đông người cấy, mình sẽ xuống xem là như nào rồi. Ở đây thì là cũng là ruộng bậc thang, nhưng mà những cái ruộng nhỏ nhỏ ngắn ngắn. Chào các cô các anh nhá. Ê, là đường xuống đường nào đấy, xuống bên này à? Đây nhá, là xuống đường này. Đường đi hơi khó, chắc là nó sẽ hình ảnh nó sẽ bị rung đấy các bạn ạ. Ôi ôi, bờ ruộng nhão lắm. Bờ ruộng nhão lắm. Này chắc mình bỏ dép lại, mình đi trên đất cho nó chắc thôi. Ui. Để mọi người khơi khơi từ những cái vũng, những cái hòn đá, những cái chỗ nhỏ nhỏ ven suối này ra để làm ruộng, chứ không có ruộng to. Kia xa của chúng ta ở phía xa xa kìa. Ở đây thì có vẻ là mọi người cấy lúa nó không thẳng hàng lắm nhỉ. Cấy cho đủ ruộng thôi. Cứ cấy đủ ruộng thôi ạ. Vâng. Cái thẳng hàng thì phải trăng dây. À. Trăng dây thì mới thẳng hàng. Ruộng của mình bé nên là mình cũng không cần trăng dây đúng không ạ? Ừ, bé thì không cần trăng dây. Vâng. Cô nào là mẹ của Sa? Đấy ạ. Cô này này. Nào. Em đây. Mẹ em đây hả? À. Thế còn đây là chị dâu hay là như nào? Em gái. Em gái này. Em dâu. Em dâu á? Đấy là em đấy là như nào? Gọi bằng cô. Thế gọi bằng cô à? À, tức là cô lấy chú của em đúng không? À. Em trai của bố gì? À, em trai của bố dưỡng gì? Đây chú đấy gì? À, nhà mình là còn cái ruộng này với cái hai ruộng sau nữa hả em? Là xong à? Còn ở đâu nữa? À, bây giờ mình sẽ xuống cấy cùng với lại mọi người, xong rồi lát nữa về cùng Sa đi chợ để nấu cơm ăn trưa, để thăm nhà Sa luôn. Cũng chưa biết nhà Sa ở đoạn nào nữa, mới tìm được đến ruộng thôi. Cô cho cháu xuống cấy nhá cô nhá. Ừ, em cầm cho. Thôi anh em mình xuống cấy cùng nhau. Nếu mà lúa nó không có thẳng hàng hay là nó làm sao thì cũng chắc cũng không sao đâu nhỉ cô nhỉ. Không đâu, cứ cấy đủ đất thôi. Cứ cấy kín đất là được thôi. Ừ, đúng không? Vâng, bây giờ mình sẽ xuống cấy nhá các bạn nhá. Ừ. Mãi nhô. Anh em mình sẽ cố gắng là cấy xong hết cái mấy cái thửa ruộng rồi về đi chợ nấu cơm. Cái ba rẻ nhỉ? Vâng, hôm nay được cái là thời tiết ủng hộ, không có nắng to, khá là mát. Nhà cháu trước ở nhà cũng trồng lúa mà. Đây là trồng á? Nhà trước nhà cháu ở trong cái tâm văn chấn. Nhưng mà bây giờ cháu về cho ở nghĩa lộ. Mà chỗ này là chỗ nào nhỉ? Cái này giờ có tính là thuộc nghĩa lộ không nhỉ? Có. Đây là nghĩa lộ rồi. À, đồng lũ giờ của nghĩa lộ đúng không? À, giờ cháu ở bên Phù Nham. Vâng. Cháu đã lấy vợ đâu? Dân tộc Kinh. À, cháu dân tộc Kinh.
kiểu đi nhiều quá, bây giờ đang ghi hình thì mình không biết là mình đang nói chuyện với người ở khu vực nào các bạn ạ. À, nên là mình giới thiệu là mình ở Nghĩa Lộ. Thật ra mình vẫn đang đứng ở trên đất Nghĩa Lộ thôi. Nhưng mà kiểu đi nhiều quá đâm ra là lúc nào cũng trong đầu nghĩ là mình đang ở một cái vùng đất nào đó xa lạ. Anh Kha mình cầm cái nắm to quá, khó xé. Chồng tháng 8 vợ 202. Đâu? Anh... À, trời ơi cuộc đời. Anh nhìn đi đâu đấy? Thế anh tưởng đây là hai vợ chồng. Anh ơi, không à? Phải đâu, anh đừng nói thì em ngại lắm. Thì không biết thì... Đây là không biết mình nói ở đây nhỉ? Đúng rồi, không biết mình nói. Đây là bố dưỡng. Sai thì để sửa lại. Đây là bố dưỡng. À, thế là bố dưỡng đấy thì... tưởng là thì thế cứ thấy hai người cấy cùng nhau thì cứ tưởng là hai vợ chồng. Ủa ai ra mà đầu anh xinh như thế đó. Thế anh thấy người Mông là đi làm cùng nhau mà. Ôi, hai vợ chồng là phải đi cùng nhau là vợ chồng là hay đứng gần nhau đúng không, đúng không cô nhỉ? Không nha không phải là cứ đi đứng cùng nhau là vợ chồng nha. Anh thấy nhiều như thế mà. Đâu. Chả nghe em đi với anh trai của em, anh lại bảo là chồng em chắc. Không, tức là cái đây suy ở một chút tình huống nhé. Được, ra ăn cho tụi mình thì ok, xong được rồi này rồi. Mình sẽ tạo tóc máy quay, mình mọi người xuống dưới này quay. Xong chắc là tí nữa về nấu ăn thì mình tiếp cho các bạn xem. Chúc mừng sinh nhật.
Dạ không ạ, em không vay vốn gì đâu ạ. Tắt luôn. Dạ không ạ, vay vốn ngân rồi. Tôi có vay nhà đâu, người nếu mình bây giờ ta không thể nào. Ồ, nếu ta nhầm xây vay nhà thì vay của con nữ đó. Ơ, thế thì vay đi. Đừng nghe cái đội, đừng nghe đội đấy nó lừa đấy cô ạ. Đấy. Đội đấy không thì vay đi. Đội đấy vay xong. Vay xong về nó bốc nhà mình đi đấy. Thế cô có tiền tỷ không? Cho tôi 2 tỷ không? Đấy. Sa bảo là thôi em vay mấy trăm đến vài tỷ nhưng mà đến sau này mà em không trả được thì em chỉ có mỗi em thôi, có về lấy thì lấy nhỉ. Ai bỏ máy chưa tiếc nha. Mình có lấy đủ bảo là của máy để vay không vay thì vay, thế mình chả vay à. Nhóc tao chỉ cút cút quá. Tôi quan sát xem là xa cấy so với lại mẹ với lại so với lại cô xem là như thế nào. Em chậm lắm. Xa như cấy cũng ít rẻ như kiểu anh ấy. Mẹ mới cấy dày à. Cấy dày thì được thóc hơn. Cấy chưa xưa thì lúc già ấy. Không để được thóc ở trên đây. À. Rồi hết. Dính nước hết rồi. Vâng. Đi xa bây giờ chắc là anh em mình đi về đi chợ mua thức ăn xong nấu cơm đi. Để xong đợi tí nữa các cô cấy xong về thì ăn cơm. 12 giờ quá. Chắc cũng đến 12 giờ rồi đấy. Gần 12 giờ. Cháu về trước cho nấu cơm nhá. Vâng. Anh chị đi bằng cái gì đây? Em lại đang ở trong đồng lú cơ, chị không nhớ đường vào à? Hay là sửa xe ở đấy? Đồng Lũ là ở đằng Thạch Lương ấy. Em không về ăn cơm, em ăn cơm ở bên này, hôm nay đi cấy. Hôm nay đi cấy lấy cơm. Tí em về, em ở đây ăn cơm trưa xong em về. Chị anh không biết là ăn ở đây hay ăn ở trên lán. Ăn ở đấy. Ra rửa chân tay tí rồi anh em mình về đi chợ. Ai ui. Ếch à? Ếch hay ngoe. Đấy, bơi dưới chân này. Cứ hoàn đá này. Đây á. Đấy. Đây á. Nó chạy ngược lên dòng rồi. Đâu rồi, nước đục là mình không nhìn được nó lại đâu. Em thèm thịt ếch. Thì đấy. Với cả thịt là người. Em nói chí thôi. Từ hôm chuyển sang dẫn đi mua dao là rất thích xin anh Du bát ham miếng thịt, chết thật đấy. Ai nào giá? Anh mà cho thì em mình giá. Giờ buôn đi xem là đã trắng chưa? Những cô gái bản thì giống như kiểu người ta ví giống cái gì nhỉ? Giống như kiểu con cò. Cái lúc mà lặn lội kiếm ăn lao động thì bùn bám đầy, đen đen bẩn bẩn, nhưng mà xuống nước mà tắm rửa đi cái là lại thành trắng tinh nhỉ? Lại thành thiên nga ngay. Má còn đầy có bùn cái kìa em kìa. Trong suối này nước trong nhỉ? Nước này kiểu chảy ở trong rừng ra hả? Ở trên tay núi đây không? À. Nước trong mát thích thật đấy. Nhưng mà chắc anh em mình cũng không ở đây đi lâu được bởi vì còn phải về đi chợ nấu cơm nữa, không chưa mất giờ. Đi cô nương, đi đi. Hôm nay thì mọi người sẽ ăn cơm ở nhà của bác của Sa luôn. Vì nhà Sa thì cũng không ở gần đây. Nên là chưa thăm nhà xa được. Bác có máy tivi. Cháu mua ít thức ăn không ạ? Anh em cháu vào bếp xem là xào nấu một tí.
Máy đi làm của cháu. Không để em vào đây. Anh ngồi. Từ anh kéo về. Chỉ đi thôi anh ta. Cái tầm này này. Chị kể đấy, cái máy này. Bầu ngon lắm thế. Rồi. Thì cháu đi xa bỏ nhà có 7 người. Thì tính cả anh thì 7 người rồi. Còn nếu mà chắc là một nửa trong một kho cũng đầu. Dì rồi. Em nãy dì em vừa về. Tính cả dì em là 8 người nhưng mà dì nhà dì ở gần đấy. Giao mấy tuyển hôm qua xong các bạn ạ. Về thái thịt rất là thích. Vừa mua hôm qua. Vừa mua hôm qua ấy cô. Hôm qua cháu biết sai lấy dao. Xong rồi bảo là hôm nay nhà cấy thì bảo thế thì tỉnh nào trong đấy trong nhà. Cứ lúc cứ lộ án lộ. Lục. Bắt sai ở mình trong nhà cháu. Đây bố vô. Đây cậu vô. Ô anh tử. Làm sao rồi, làm sao rồi? Em biết dẫn đầu không đấy? Dạ? Em biết dẫn đầu không đấy? Em anh ơi, nát sẽ hỏng hết rồi. Để nó xà hẳn mà sao nhiều. Em đổ cái lớp rau ra hộ anh. Để lấy cái xoong đấy. Thịt kìa anh. Khoe cơ bắp à? Nghe chưa? Đậu, đậu sắp được chưa? Chưa. Ok. Sẽ ăn luộc một phần thịt. Một phần thì xào lên. Còn món đậu thì để cho Sa phụ trách. Mà nghe chừng là đậu này thành cháo à, thành đậu xào rồi, không phải không phải đậu rán nữa rồi. Chảo này nghĩ là vẫn chảo là rán được chứ. Xin lỗi mình lời hứa. Đây chắc là hết pin rồi anh. Đang phải lắm rồi, cái sập cửa nhà luôn nhỉ. Không bao giờ. Anh cạo hết cái này ra để làm mẻ mới. Cái này nóng là ăn được rồi. Thôi, thế thôi, giờ muộn rồi đấy. Anh. Không dán thì nhanh mà. Không, bỏ ra để xào thịt nhé. Dạ vâng. Còn đậu thì làm canh. Đường má. Đậu còn lại thì làm canh. Đây là món đậu hấp các bạn ạ. Đậu hấp mỡ thôi, không phải đậu rán. Làm ăn thế này đây. Có cái gì hay chứ nhỉ. Đấy. Ôi, nóng lên là được rồi. Có mỡ và là béo rồi. Mình đẹp thế nhỉ. Một sản phẩm của Sùng Thị Sa. Em đi giờ anh dán lại đẹp không? À thôi. Anh cứ phải bắt bẻ em. Không, rồi để anh dán lại bắt bẻ. Để làm lên đĩa nữa. Hết dầu ăn rồi anh. Hết dầu ăn rồi à? Em mới bảo là thôi còn. Cho thịt vào xào nhé. Ok anh em mình nấu ăn xong rồi. Còn món thịt luộc với cả canh đậu nữa nhưng mà tẹo nữa. Chín thì lên lấy ăn sau muộn mất rồi. Này đầu bếp Sa trình bày cho cô chú chấm điểm nhé. Trình bày Sa không biết trình bày quá. Chấm điểm ăn thôi. Nhìn mới đẹp chứ nhỉ. Vâng. Thôi bây giờ chắc là mình cũng sẽ ngồi xuống ăn cơm cùng với lại các cô chú. Còn cái món luộc thì chắc đợi tí nó chín thì mình mang ra sau. Luộc với lại canh đậu nữa. Mấy hàu là rót rượu à? Không rượu không? Là hàu không hàu. Hàu không hàu. Hàu chi hàu à? Hàu chi hàu. Hàu chi hàu, hàu chi hàu. Chi hàu nữa nhỉ? Hàu chi hàu thì là không. Mấy hàu đấy đâu? Được không?
không phải nhé. Mời chú anh nhé. Đâu thế các chị bên này có cạch chén không? Cạch chén thế cô. Cho nó đẹp vậy nhỉ. Cháu đang quay cho đẹp. Đã không sao nè. Không ai đâu. Anh thịt chưa chín đâu. Thịt chưa chín. Thịt như thôi. Đâu chén cô đâu? Mời cô mình đi. Mời một ly. Anh em bọn cháu cũng nhờ Sa đi quay video mấy lần rồi nhưng mà hôm nay mới gặp cô lần đầu tiên. Vâng. Có giống nhau. Cũng giống đấy ạ. Sao? Đó thì cô thông cảm cho nhá. Thi thoảng bọn cháu hay Sa có thời gian rảnh rảnh thì nhờ đi quay một chút. Vâng. Chúng ta đi đi. Chỉ về mỗi khi gia đình nhỉ. Thể anh từ bà ra đâu nhỉ. Tí đâu không biết về kiểu gì thế này. anh dòng tiền này có hay có giao thông ý anh. Thế đấy. Nên không biết về kiểu chưa biết là uống xong thì về kiểu gì. Rồi mời mọi người ăn cơm nha. Hôm nay gọi là cơm cày cơm cấy, ai thấy thì ăn thôi. Cơm đi cấy thôi, mấy món đơn giản thôi. Bảo hai cô cháu ngồi gần cửa sổ tí thấy mùi khét khét thì nhớ bảo nhá. Để còn xuống bếp xuống bếp nhấc hai cái nồi kia lên. Có khi nhắc nhở nhau cho hay nha. Vâng. Cho anh ạ. Vâng. Nồng lợn. Thế ở bên này là bên đằng bố của Sa à? Hay bên đằng mẹ? Nhà bên này ấy. Đây là đây kiểu như là bọn em ra đây làm cấy xong gặt đây xong bọn em lên đây ăn đây. À tức là mình tức là cũng chỉ mình không có họ hàng. Thì là kiểu là ruộng nhà mình gần chỗ nhà bác đây. Vâng. Thế là mình nhờ là ăn uống ở đây luôn à? Vâng. À hóa ra là như thế. Mình chạm ruộng bên giáp nhau mà. Vâng. Kiểu như bọn anh. Vâng. Các em chị này ở nhà hay xa tí. Thế là rất là tình cảm đúng không? Mình nhờ nhau. Để nhau cái địa điểm. Thế là xuống đây lúc thì đi xa nhà tí bên nhau. Vâng. Xuống bên đây có cái gì gia đình ăn nghỉ. À vâng. Thế nhà chú thì cô đâu? Cô đi làm hết rồi. Cả cô cả cháu gia đình cứ đi làm hết rồi. À thế còn mỗi mình chú ở nhà. Vâng. Ở nhà. Vâng. Vất vả lắm. Tôi thấy vườn cây ao cá các thứ thế kia thì nhiều việc rồi. Vâng. Có cái gì nhưng mà có gì mới làm gì đó. Vâng. Bảo nhà ba nuôi gà, nuôi lợn, nuôi trâu, nuôi cá. Cái gì phải làm nhà nuôi. Bác Xuân đi làm ở dưới, có tiền về. Giúp bác về cũng được. Có tiền cũng có, ăn lợn cá cũng có. Thế chú là người Thái à? Hay là? Vâng, người Thái. À vâng. Thái đen tuổi tí đấy. Người Thái đen. Cháu giờ cháu đang ở nhà ở trong bản người Thái mà. À. Cháu về bản người Thái ở bản Long Phú Nham đấy. À. Vâng. Cháu xin phép mời chú chủ nhà một ly. Chú tên là gì ạ? Đỗ Sơn. Chú Sân à? Vâng. Vâng, cháu tên Tuệ. À. Cháu hay đi quay video này, cũng hay đi thăm bản làng lắm. Hôm nay cũng vâng. Cảm ơn chú vâng. Tạo điều kiện. Vâng. Cảm ơn bản làng này cho nó vui nhé. Vâng. Ở nhà nội kia cho nó vui ít nhé. Vâng ạ. Hàng ngày chúng tôi đi phải đi đâu vậy? Vâng, rất cảm ơn chú nhé. Vâng. Vâng, cháu nhé. Cháu còn học ra 3 con mình học. Chú phải đi cháu nhé. Vâng. Thì cho có con nọc cái kia thì gia đình hạnh phúc nhỉ. Gia đình như thế nhỉ. Khán giả của cháu là xem là rất là nhìn rất là thích những cái hình ảnh kiểu là đời thường dân dã ở bản làng mình ấy. Vâng. Cái tình cảm mọi người với nhau ấy để gọi là cùng lao động cùng ăn cơm chia sẻ những cái khó khăn. Mình không có tính toán nhiều ấy nên là đấy cơm có cái gì ăn cái đấy nhờ nhau là thoải mái thôi. Củi thì mình lấy trên rừng về đúng không? Vội thì mình mới đun bếp ga thôi. Giúp nhau cái công chứ cái tiền thì nó khó nhưng mà mình thì lúc nào gần
nhà mình có cái gì thì nó khô nữa, nếu nó kia thì chặt đún. Đấy rồi. Còn là mình ở trên rừng thì mình có nương, có giấc mình đi làm thế thôi. Vậy. Phải con người đi che này là. Có cái này mọc nhiều nữa để đạt nhiều, gia đình có vui được nhiều. Thế xa. Cái phần ruộng bên này nhà em là từ ngày từ là ông bà nội hay là bên ông bà ngoại khai phá? Do bố mẹ em. Của bố mẹ làm à? Dạ. À, cũng lâu lắm rồi nhỉ? Mà sang tận khu bên này nhỉ? Đáng ra cái khu gần gần này nó tưởng là phải người Thái làm hết rồi ấy nhỉ? Ông bên kia là người Mông thế ạ? Thì đấy không thì đang từ đây xuống đằng này là vẫn của người Thái mà gần người Thái này cơ mà. Vâng, hoặc là có thể là cái sơ mua thôi nhỉ, mua lại thôi nhỉ chú nhỉ. Chứ còn gần người Thái thế này thì khó mà ấy lắm. Có gia đình, có cha mẹ, à, cái kiểu là... À vâng. Kiểu như là mình giúp đỡ nhau thì đôi khi là mình khó khăn thì mình cho nhau một vài cái mảnh đấy đúng không? Một vài mảnh nhỏ nhỏ như vậy. Đấy, vì những cái mảnh này nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Cả cái chòm, tức là chòm từ trên bờ này xuống đến tận dưới suối này cơ. Hết cái khu đấy. Hết cái khu đấy. Hết khu đấy thì nếu mà thông thì tính ra chắc được đồ tầm khoảng 4 tạ, 4 5 tạ thôi. Nó theo thì. Vâng. Đừng mùa này chắc là được tầm đấy đúng không? Vâng. Nó theo mà như cái khu của làm tưới này năm lúc nó xong mùa thì được đã nhiều ấy. Vâng. Nó khác hơn. Nhưng mà được cái chỗ này thì chắc là nó không bị nước lũ đúng không? Vâng. Nó chỉ do sâu bệnh thôi. Vâng. Chắc chút bệnh. Đây thì sợ sâu bệnh thôi. Vâng, lũ thì mấy cái vạt cuối cùng ấy thôi. Nhà cháu trước ở trong quê cũng làm cũng trồng lúa này mà. Nước lũ nó mới về đó. Trên đùi không trồng nữa. Ít hơn nhiều. Không nóng nữa à? Đậu này xa chuyển sang luộc rồi các bạn ạ. Sau khi làm cái món rán nó bị thất bại nên là để cho an toàn thì xa chuyển sang là luộc. Đây món đậu rán của xa này. Không cho gì. Món đậu rán phải dùng xà beng ra để bẩy xanh. Nhìn thế sao vậy? Xa thì có năng khiếu là văn văn nghệ, văn hóa, nghệ thuật, mấy hoạt động ca múa hát ấy, nhưng mà mình cũng chưa ghi hình được lần nào, nên là chắc là thời gian tới sẽ bỏ xa sắp xếp để ghi hình về vào đúng cái sở trường của xa nhá. Còn hôm nay là sở đoản thôi nên là các bạn đừng có vội đánh giá. Mỗi con người có cái điểm mạnh riêng mà. Phải sợi của cua hay có không? Có thì buổi đi tìm cũng khó lắm. Nhưng mà cái... Kiểu mình để cái bên trên là mình tìm được mà. Đấy, vì bà bị mù mà. Nên lần đấy sang cũng tiếc, không lăn tăn, không giúp được cho bà ấy cái gì. Ê, trên lớp chú nha, về anh cháu mời mẹ của Sa một ly. Mời nhá. Chúc sức khỏe cô nhá. Thôi cứ gọi là cô đấy, chắc cô cũng ít tuổi thôi nhưng mà vì cháu và bạn của xa thôi thì về gia đình thì... Dạ? Vâng, cô kiểu gì nhiều tuổi hơn. Vâng. Cô gì nhỉ? Tên là cô là cô Dung nhỉ? Vâng. Cô Dung đúng không? Lúc thấy xa bảo. Thế hỏi thăm mấy cái bác bên kia, các bác ấy không biết, lúc cho đi lạc đường ấy. Nếu mà tính như nó gần không rồi nhưng mà nó không có đường xuống thôi. Thằng giống nhau gì? Thằng thì xin với nhau gì? Cảm ơn cô nhé. Vâng. Thế bảo có gì cháu nhờ xa thì cô giúp đỡ nhé cô nhé. Đi chú ảnh đi quay thì không được. Vâng. Cháu bảo là không xa mà đồng ý thì cho xa đi quay dài ngày tí, đi xa xa một tí. Tên là xa nhưng mà chưa đi xa được chuyến nào. Toàn đi gần. Không đi xa rồi đấy. Cô tốn lẻ một căn trải về rồi. À, nhưng mà tôi cũng chỉ đi gọi là 1-2 ngày. Nên nhiều khi bọn cháu đi cả tuần cả tháng. Tức là mình đi qua các tỉnh khác luôn đấy, ghi hình hết một tour xong mình mới về ấy. Nhiều khi là đi hơi bị dài như thế. Đi xa thế rồi. Đi xa rồi đấy.
Đi xa không mất gì nữa. Đi một thời gian về thành vợ chồng đéo đường không cô? Cái này đi xa rồi mới đi như vậy. Cô giờ cô đang không biết nghĩ thế nào. Không biết nghĩ thế nào. Đó trêu thôi. Giờ đi anh em. Trêu thôi mà. Trêu thôi. Nghĩ nọ nghĩ kia. Đấy cô. Trêu thôi, anh em muốn đi để kiểu là người cầm máy cho người một người vào nói để một người cầm máy cái máy quay ấy. Thì phải, phải có hai người. Đấy hôm nay là cháu xin phép cô nhá. Hôm nào có gì xa nữa hỏi lại ý kiến cô nhá. Nếu mà cô đồng ý thì cho xa đi với cháu đi quay vài chuyến, một hai chuyến. Còn chắc là cô phải nghĩ thêm, bây giờ chắc cô chưa nghĩ được đâu. Chưa xác định được. Vì tự xác định ở xa rồi. Vì tự nhiên cháu hỏi một câu khó quá. Bất ngờ quá. Lớn rồi. Có mình phải đi đi, nó bảo là không đi. Cũng chẳng dẫn được đi đâu. Là cô là bây giờ cô là xa lớn rồi này, để cho xa theo ý của xa đúng không? Nhưng mà bố mẹ vẫn phải kiểm soát. À, bố mẹ vẫn phải để ý xem là đi đâu làm gì. Đi với ai? Cũng cả nhỉ. Không à cha. Tay. Đi nhưng mà Sa có một cái điểm rất là khác biệt với các cô gái bản khác, đó là Sa không uống rượu. Các bạn xem rất là nhiều video của mình quay cùng với Sa rồi nhưng mà chưa khi video nào mà Sa uống một chén rượu nào cả. Mà đây là thật nhá các bạn, là không phải diễn gì đâu, cái này là thật 100% luôn. Sa không uống rượu. Sa không uống rượu này, anh của Sa không uống rượu đâu. Vâng. Về đi gánh lúa ấy, thế là họ cứ uống bia uống rượu nhưng mà cũng giống như đàn bà, kêu đàn bà ăn thôi chứ, kêu đàn. Đi vùng khác mà gia đình vùng khác nhỉ. Nhưng mà khả năng là đàn bà vùng mình mới không uống rượu thôi. Chứ đàn bà vùng khác cho thấy uống được mà. Ừ. Uống được nhưng mà lúc uống thì được nhưng mà đâu dậy dày lắm. Năm ba cân nữa. Ăn xong cái phải cân thử ngay. Đấy mẹ em cân là 52 giờ. Ăn xong là 53. Ăn được 1 cân. Không chắc ăn được 5 nặng đâu, còn 5 nặng là nước. 52 bây giờ 53 trả được 1 cân à? Những clip trước đây quay xa là lúc đấy mới có 48 cân thôi. Lần này gặp lại thì lên 53 rồi. Bây giờ thì mời mọi người ăn cơm cùng với gia đình thôi, là mọi người ăn cơm thôi, xong rồi chắc là các cô chú sẽ nghỉ một chút để lấy sức chiều đi làm. Nó biết nói à? Tổng biên xem máy này nhỉ? Tổng biên nói cần nào nhỉ? Mặt trời quá, ông mặt trời. Mặt trời đấy nhỉ? Đây các bạn xem, để gia đình đơm cho một bát cơm, phải nói là phải bằng hai bát bình thường luôn. Bây giờ mình cũng sẽ ăn cơm cùng với này mọi người, để xong rồi để cho cô chú nghỉ trưa một chút để chiều mọi người còn đi làm. Mình cũng sẽ kết thúc cái video ở đây. Hôm nào thì sẽ về thăm nhà Sa ở một chuyến khác để thăm gia đình Sa được chi tiết hơn. Thôi cảm ơn các chú các cô nhá, cảm ơn mọi người. Và mình cũng chào khán giả nhá, và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo của Rubathan. Chào cô nhá. Chào nhá.